Ấy em có lên clip một bộ mẹ con kem nha anh chị. Mẹ giờ chữa lại lứa ba nha anh chị. Đó thì con kem là lứa hai anh chị ơi. Xét mặt xét lưng bộ mẹ con này nghiêm chỉnh. Chân móng hoàn thiện, rúng thì rúng đẹp anh chị ơi, bốn vú đều. Chân thẳng băng thẳng trụ nha anh chị, mẹ mẫu bơm bay. Chữa lại 3B tầm 3 tháng rưỡi nha anh chị. Bao chữa bao khám bao loại nghiêm chỉnh nha anh chị. Con thì chiều sau mông đít thì 1m1, mẹ cứng 1m3 anh chị ơi, thì con cũng tầm 1m1 đó. Thì mẹ con này bao đẹp cho anh chị luôn đó. Thì sau đây em vô cận cảnh bộ mẹ con quýt giá cả hợp lý cho anh chị về tham khảo nuôi phát triển kinh tế đó. Vô con trước anh chị, con lông da bóng giận xấy lưng anh chị ơi, lưng một lưng đó, đầu trụi nha anh chị đó, xấy mặt trên đỉnh đầu đó anh chị ơi, chân móng hoàn thiện. Quá trời cái cặp cán này rúng yếm sùng sình nè anh chị ơi. Rúng yếm sùng sình nè anh chị ơi. Đó, con cực tốt nha anh chị. Rúng chèn nha anh chị. Một con là bốn vú đều anh chị ơi. Đó, thì mẹ xin mẫu bơm bay đẻ anh chị ơi. Chân móng hoàn thiện nè. Đó. Bò cực kỳ quýt nha anh chị, qua to nè, qua chà bá luôn thấy không? Đó, lưng thẳng băng anh chị. Bò này bao đẻ 51 anh chị ơi, đuôi một chùm đuôi luôn. Rồi vô cái con mẹ anh chị ơi, con mẹ thì quá quýt cho bộ mẹ con luôn, xây mặt trên đỉnh đầu luôn, vu vặt nha anh chị, chữa 3 tháng rưỡi, bao chữa bao khám nha anh chị, xây lưng nè, vu vặt nè anh chị ơi. Bò này hiền dạng lắm anh chị ơi, nè có yếm nè, yếm lệch phệt anh chị ơi, quá yếm, lông nè, lông nhuyễn da sát nè anh chị ơi, móng sò nè anh chị ơi, chân kiền khúng. Rúng nè, rúng là không có tì vết nha anh chị. Vú nè anh chị, bóp vú là phê nha anh chị. Đó, bốn vú đều chân thấy không? Rồi tới vú là nó phê, nó tê đó anh chị ơi. Đó, thấy không? Vú đẹp không? Anh chị thấy cái bộ mẹ con này quýp chưa? Quá quýp anh chị ơi, mẹ đẻ 51. Rúng nè anh chị ơi. Thấy không? Rúng này nó dạng nó không có chèn như vậy, nhưng mà bốn vú đẹp đều nha anh chị. Móng móng là kiền khú nha anh chị, móng sò đen thui nha, bao móng bao chân cẳng nha. Đó, đuôi một chùm luôn nè anh chị, đó như cái chổi luôn đó. Thì lâu lâu thì em mới quay được bộ mẹ con quýt về anh chơi, hiền dạng là tới đâu cũng phê tới đó nè. Đó, chân nè, rồi tới quay bà con sơ lại nè, rúng mẹ sao con da nay sữa bà con nè anh chị, nó qua to nè thấy không, coi này sữa nữa nè, nè là vú mà con nó tê nè anh chị ơi, cái nó phê nè. Đó, bò này bốn vú lớn một vú đeo nha anh chị, nó như cái mài thôi anh chị ơi. Đó, rúng nè, rúng chèn nè thấy không, rúng nè, bò quá nhuyễn, lông quá sát luôn, quá đẹp luôn. Coi lưng nè, cái lưng thớt nha anh chị, chiều sau mông đít thì tầm 1m1 nha anh chị. Coi lưng nè, xây lưng nè. Đó, xây cần cổ nè anh chị ơi. Đó, quá đẹp anh chị ơi. Bò mẹ thì bao hiền dạng luôn nè anh chị ơi. Có liền hiền dạng nè, vu vặt nha, lưng kìa, cây đuôi to nè thấy không. Bò này bao chữa bao khám nha anh chị. Đó, cậy đu chào bá luôn anh chị ơi. Đó, em lấy tổng thể hết bò mẹ nè anh chị ơi. Đó, thì anh chị gần xa thích bộ mẹ con quýt này cứ nhanh tay nhấc máy xuống hồi em để trong hình. Đó anh chị ơi. Đó, thì giá cả thì em để trên tiêu đề đó, anh chị cần cứ nhanh tay nhấc máy gọi em. Rồi, câu vú nó mớm đó nè, quá quýt, bao chữa bao khám nè. Coi cây đuôi nó anh chị ơi, lưng một lưng luôn, nuôi con mà không xúc bò anh chị. Bò này bò thả đồng nha anh chị. Đó, bao chữa bao khám, chữa lại ba bê là 3 tháng rưỡi nha anh chị. Coi cây đuôi nè, hết lần luôn, bò con nó hiền, nó ú nè anh chị ơi. Lưng nè, quá quýt. Rồi, giá bộ mẹ con này thì em đã thương lượng sát giá cho anh chị rồi đó anh chị ơi. Đó,
45 triệu cho bộ mẹ con này nha anh chị. Thì anh chị giá chốt nha anh chị, giá bán tại chuồng là giá chốt nha anh chị. Đó, mẹ bao chữa là 3 tháng rưỡi. Chữa là lứa 3 anh chị ơi.